Rồi, chào mọi người một ngày mới nữa. Đức cha kỳ duyên chúc mọi người một ngày mới an lành, hạnh phúc, sức khỏe, an khang, dồi dào, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt. A-di-đà Phật. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Nắng buổi sáng cũng... bầu trời trong, chim hót líu lo trên cành. Thì đức trai của mình ở đây sẽ làm một món ăn giả nha mọi người. Và mình sẽ làm một món chuối chiên. Thì chuối chiên ở đây là bột mình khoa khoa ra, nó không có giống người khác nha. Mình sẽ làm theo cái cách của mình. Thì ở đây là mình có sữa đậu nành, sữa tươi, rồi đường, muối. Mình sẽ pha tới 3 loại bột và một loại bột nổi, gồm có hạnh nữa nha các bạn. Tức là cái bột chuối chiên này của mình, nước cốt dừa nữa, mình cũng có thể để dừa nạo nữa. Thì chuối chiên mình chế biến ở nhà mình ăn thì nó là một loại đồ ăn giả của gia đình mình, cho nên mình đừng tiết kiệm. Mình sẽ cho một phần đậu nành, 2 muỗng đường, 2 muỗng đường và khoảng nửa muỗng muối nhỏ này thôi. Mình sẽ dằn cái độ ngọt nó lại. Và ở đây là bột nổi. Bột nổi nó dành làm bánh nha. Mình sẽ làm một phần bột nổi nhỏ thôi. Bột nổi này nó sẽ làm cho chuối chiên của mình nó giòn nha các bạn. Rồi mình cho nửa muỗng cà phê bột nổi. Thì trước khi mình chiên thì mình sẽ để khoảng rồi và sữa tươi. Ở đây ngày hôm nay mình sẽ có nước cốt dừa. Khi nào mình chiên mình không quậy nước cốt dừa. Còn cái bột này là bột nổi, cho nên mình sẽ quậy trước. Mình sẽ quậy trước một phần để cho nó bột nó dậy lên. Và đây là hạnh, mình sẽ cho 2 muỗng hạnh. Hạnh nó sẽ khử cái mùi của bột nổi. Và ở đây mình có 3 loại bột nha. Một là bột gạo. Bột gạo là cái phần quan trọng, mình sẽ cho nhiều hơn. Cái muỗng này mình sẽ cho khoảng 4 muỗng bột gạo. 1 2 3 4. Thì bột gạo là dung muỗng nha các bạn. Dung muỗng bột gạo thì nó sẽ là 4 muỗng. Cái này mình khuấy, có thể là mình chiên khoảng nửa nải chuối. Nửa nải hay một nải cũng được. Nải gọn gọn thì một nải, mà nửa nải thì nó hơi nhỏ một chút. Và tiếp theo là mình sẽ cho 2 muỗng bột mì ngan. Rồi cuối cùng là 2 muỗng bột chiên giòn. Có thể hơn 2 muỗng bột chiên giòn. Vậy còn bao nhiêu thì mình xài hết luôn. Rồi. Mình quậy cho bột nó đều ra. Thì nó đặc như thế này thì khi mình chiên mình sẽ để một ít nước cốt dừa và dừa nạo. Thì đây là cái khâu đầu tiên mà mình quậy bột, mình để lên cho bột nó nở ra đó mọi người. Nó đặc như thế này này, rồi mình để khoảng 2 tiếng, 3 tiếng sau mình đã chiên. Mình đừng chiên liền. Mình chiên liền bột nó chưa có nở, cho nên mình quậy trước như vậy đó. Rồi khoảng 2 tiếng hay 3 tiếng sau cái mình hả đổ nước cốt dừa vô và bắt đầu mình chiên. Mình khuấy cho nó đều tay, nó vừa tay. Bởi vì chuối nó ngọt rồi cho nên cái da chuối mình, da bột mình không cần làm cho nó quá ngọt, nó vừa ngọt lưng lớt một chút là được. Rồi,
mình sẽ để khoảng 2 hoặc 3 tiếng sau. 2 cũng được mà 3 cũng được. Thời gian từ vừa có khoảng thời gian đó trở lại là khoảng 2 hoặc 3 tiếng thì chúng ta sẽ chiên được. Chào mọi người một ngày mới. Chúc mọi người một ngày mới an lành hạnh phúc. Sức khỏe được ổn định. Tránh xa dịch bệnh. Sức khỏe dồi dào. Tiếp trai kỳ duyên của mình một ngày mới hôm nay. Luôn cầu mong cho mọi người được an lành hạnh phúc. Dịch bệnh chóng qua đi. Để đời sống sinh hoạt của mọi người trở lại bình thường. Ngày hôm nay cái bếp chai của mình sẽ hướng dẫn mọi người một món ăn ăn vặt nha các bạn. Rồi mình sẽ làm cái món chuối áp chảo. Thường thì người ta ăn chuối chiên rồi chuối nướng, nhưng mà của mình thì hôm nay là mình sẽ ăn chuối bắp áp chảo. Thì ở đây là bột, cái khoảng bột bữa hôm mình đã nhồi, gồm có sữa tươi, sữa đậu nành và bột gạo, bột mì ngang, rồi bột chiên giòn, đường. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm chuối vô nha mọi người. Cái cách chuối áp chảo này mình sẽ làm khác chẳng giống ai đâu. Mình sẽ xài đây là chuối cao, tại vì cái hương vị của chuối cao nó không có quá ngọt khó chịu mà nó lại thơm nữa. Thì khi làm thì mình không có cần thiết phải làm nhiều đâu. Mình làm khoảng 4 trái, 5 trái chuối trở lại thôi. Chuối cao thì nó nhỏ lắm, nó rất là gọn. Cho nên cái lượng đường ở trong bột thì mình để ít chứ không có nhiều. Thì nhờ cái hương vị ngọt của chuối này nó hòa quện vô thêm. Tại vì ngọt quá sẽ ngán. Cái này đúng lý là mình sẽ có nước cốt dừa nữa đó. Mình làm có nước cốt dừa nữa nó sẽ rất là ngon. Thì khi mình sắc mỏng chuối như vậy thì mình sẽ nhồi bột lại thêm một chút. Trộn như thế này mình cũng không có sợ chuối nó nhầy nhuyễn hay nó rã gì đâu. Miếng nào còn thì còn, còn miếng nào nó nhuyễn thì nhuyễn, không sao hết. Mình chỉ trộn đều với bột thôi. Tại vì khi bột mình đã trộn, mình để bột nổi rồi xong hết trơn rồi thì bây giờ là chỉ cần mình để chuối vô nó thôi thì mình sẽ áp chảo. Rồi xong. Rồi. Chuối mình đã trộn với bột xong rồi, bây giờ mình sẽ đổ vô chảo mình nướng nha các bạn. Đây là cách mình áp chảo bánh chuối. Nó là bánh chuối áp chảo chứ mình không có chiên mà cũng không có lơ hấp. Mình để lửa rất là nhỏ. Khi lửa nhỏ như vậy bánh nó sẽ chín đều. Rồi mình sẽ trở bề. Tại bột mình nó phình lên.
Vì nó có đường cho nên bánh nó hơi có khét rồi, hơi lố rồi, mình trở về hơi trễ rồi. Nhưng mà không sao, nó khét cũng vừa ăn được chứ không có quá tệ. Rồi, cái bánh chuối của mình xong. Có lẽ nó cũng đã khét gì. Rồi, cái món bánh chuối áp chảo của mình đã xong nha mọi người. Có lẽ tại vì do nó có đường cho nên nó hơi khét khét, nhưng mà nó không quá khét đến nỗi không ăn được nha. Cũng ngon. Mình thấy dưới bánh của mình nó xốp lắm. Nó vừa xốp mà nó vừa rất là ngon. Bởi vì khi mình áp chảo mà nó có đường đó, thì hẳn nhiên là nó sẽ phải hơi khét thôi. Vì vậy mà khét cũng là cái kiểu có đường. Còn nếu mà mình áp chảo là cái dạng mà mấy cái loại khác đó, thì nó không có đường nhiều, bởi vì nó vàng ngon hơn. Rồi mời mọi người cùng thưởng thức nha. Bột mình cũng chỉ trộn với chuối rồi mình áp chảo thôi. Thay vì người ta làm bánh chuối, nhưng mà bánh chuối nó dễ bị ngán lắm, cho nên mình áp chảo mình làm mỏng như thế này ăn nó không có ngán nha các bạn. Cái bánh chuối người ta làm nó dày dữ lắm để người ta ăn với nước cốt dừa. Còn bột này mình trộn với lại sữa tươi, đường. Có thể là nước cốt dừa vô mình trộn vô chung nó cũng béo, nó ngon lắm. Thì mình làm như thế này là mình để bột nổi cho nên bột nó xốp, nó cũng rất là ngon. Mình nghĩ là nó ngon lắm. Rất là tuyệt vời. Nhìn cái miếng bánh của mình nó cũng ngon. Tuy là nó hơi khét nhưng mà nó rất là hấp dẫn. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức với bếp chai kỳ duyên của mình nha. Đây là món bánh ăn lặt vặt cho buổi trưa. Ngủ một giấc thức dậy thì có dĩa bánh chuối áp chảo thơm ngon, rất là thơm, rất là tuyệt vời. Thì nó cũng làm cho mình cảm giác vơi đi một phần mệt mỏi của một ngày mới. Mình sẽ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. Nguyện cầu cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Nhân loại bỏ ác theo thiện, ai cũng được cơm no áo ấm. Mọi người ai cũng thiện lương nhân ái, cùng chung tay nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, cho cả thế giới được đẩy lùi dịch bệnh qua đi, và sống những ngày sắp tới được an lạc hạnh phúc. Mời mọi người cùng thưởng thức cùng bếp chai kỳ duyên của mình. Chúc mọi người thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, cứu độ khắp pháp giới chúng sanh. A Di Đà Phật. Mời mọi người cùng thưởng thức nha.